Xin chào mọi người nha. Đây giới thiệu mọi người một cái sản phẩm đầu vỡ nhé, đầu nghiền vỡ, vỡ hạt này. Nghiền vỡ hạt ngô, hạt thóc, nghiền vỡ để cho chăn nuôi đây nhé. Chăn nuôi nông nghiệp cho hộ gia đình chăn nuôi cỡ vừa và nhỏ này mọi người nhé. Hàng này hàng mới nguyên kiện này. Gang sắt nó đây là đầu nghiền nhé bạn nhé. Cái đầu này nó thiết kế dạng bu li nắp dây loa bản dây A dây mỏng nhé, để chạy vào động cơ motor ấy. Thì mọi người mua cái này nó rẻ hơn là mua cái mà có sẵn cả motor nhé mọi người nhé. Thì ai có motor sẵn rồi mua cái này về nè, lắp motor vào ra ngoài thợ gang sắt nó hàn cho một cái khung chân nữa, thế là bắt mấy con ốc là xong đấy nhé. Cái bộ này nó sẽ gồm có nguyên bản là một cái đầu này này mọi người này. Đây này, đây là cái phễu ra này. Đây là cái nắp phễu như là cái chặn ở trên đỉnh này. Để nắp cái miệng phễu đầu vào, nguồn nhiên liệu vào này. Và cái ốc vít kèm theo này. Đặc biệt là cái sản phẩm này mua tại cửa hàng Bách Hóa BHO thì được tặng thêm một dây cu loa mọi người nhé. Đây dây bản A3738 nhé. Đấy, cái dây cu loa là khuyến mại thêm cho mọi người nhé. Đây là bên trong nó sẽ là buồng nghiền này, như thế này mọi người nhìn nhé. Đấy, mọi người nhìn này. Thép đúc nguyên khối nhé, gang sắt đúc nguyên khối nhé. Cái này, những dòng máy nghiền vỡ này, độ bền nó rất cao mọi người nhé. Dùng nhu cầu chăn nuôi cỡ vừa nhỏ gia đình thì dùng, chắc mua một cái thì dùng không biết bao giờ hỏng luôn này. Đây là cái hãm này, hãm để chỉnh. Đây là cái chỉnh độ nghiền vỡ đây nhá, vỡ to vỡ nhỏ đây. Đây là hãm lại để giữ lại. Đấy nhá, khi mà mọi người nhận hàng thì nó sẽ đủ cái phụ kiện này. Một cái củ này là một này nha, có sẵn bu đi đây rồi nha mọi người nhá. Ốc này, ốc bắt này. Cái phễu này này, đây cái thành cái chặn nguyên liệu này, và cái nắp trên để đặt cái phễu nguyên liệu này. Phễu nguyên liệu này. Đấy, và tặng kèm một dây cu loa bản A nhé, A là bản mỏng thôi nhé nha mọi người nhé. Hàng mới nguyên hộp mọi người nhé, nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán nhé.